Anh Thành, anh Thành có cái điều khiển điều hòa cái máy trong đây là máy gì nhỉ? Dạ. Đây kia nào. Lấy ra ngoài mua là đấy, đưa cho cô anh. Cái này khiến được cái này á, là nó ấy khiến được, là nó đi không khiến ở trong phòng mà cái khiến này mà. Đấy là Daikin ấy, không thấy giống nhau à? Ở trong đấy là Panasonic hay Daikin nhỉ? Daikin. Ôi giời ơi, Su Hào ơi, con cầm điều khiển điều hòa phải bảo là phòng chị cơ mà. Cái này là phòng mẹ đúng không? Đi cầm vào phòng mẹ xuống làm cái gì? Cất lên. Từ từ để em đổi cái pin thử xem có phải hết pin không. Rồi ôi sao nó khổ thế nhỉ? Nó ốm yếu đến thế nhỉ? Chả thế sao, ăn uống uống sữa thì chả ốm yếu lại. Ăn ăn phở từ tối qua rồi. À, nó cứ hiện này. À được. Được con. Thế là do hỏng pin gì? Khổ thật đi. Không. Này con cầm đi. Thôi cứ để tí cầm sau nữa. Bà lội sang à? Bà đâu? Bà đến chưa? Đấy, tí bà sang chơi với bà chứ đừng có mượn máy chơi. Anh thử xem ở trên biết có ở trên chỗ phơi quần áo không nhỉ? Thang. Thang chắc trên tầng là chị đó. Thang đâu nhỉ? Trên tầng ấy. Mày gọi làm gì? Về tới đây. Không được mượn máy của bà đâu nhá. À, bà sang chơi à? Bà mới khoai sang chơi. Khoai về đây chơi à? Sướng nhé.
Chú nào lấy cho mẹ những bông bông khô nè. Bông khô ở cái hộp kim ấy. Cảm ơn. Ý là cô sang bên nhà anh Khoa một lần gì? Ở bên đây. Cô còn sang hẳn ngủ nhà anh Khoa một hôm đi. Hết đói chưa, có ăn thêm nữa không? Bỏ Lego ra chơi nhá. Lego nào thì Lego. Anh ơi cho xong được rồi anh ơi. Máy cũ mát hơn à? Anh chưa để nhiệt độ bao nhiêu? Chắc nó chưa kịp làm mát. Ngồi cho xem YouTube một tí nhưng mà cấm chỉ được. Có cái thông báo gì phải đưa cho mẹ nhá. Đừng có bấm nghe chưa. Xem tiếng nhỏ nhá.
Em bác để sạc đã. Thế mày xem TV ấy. Nó gần nữa. Quay cái quạt kia ra. Thấy chưa? Mặc máy nhiều lắm rồi, nhưng nó lại đi. À, mặc máy nhiều lắm rồi, máy nhiều lắm rồi, chả là thích. Mặc máy khác. Mặc máy khác với tôi. Cái này thích là gọn nhất. Thấy chưa? Thích là gọn. Hôm qua chị mua một cái của Long Chun với một cái của ai nhỉ? Anh ạ. Mua nước giặt. À, mua ga là của Long Chun. Chăn. Còn mua nước giặt là của hai vợ chồng. Chân ga 250 thôi mày ạ. Đắt bừa. Anh đang có bán một cái này, có bán luôn cả cái chợ, vừa quét nhà vừa hút bụi luôn, không cần cây hút rác nữa. Ai bán? Nãy em xem trên điện thoại. À, nhưng mà xem bọn bán ấy nó uy tín hơn. Bao nhiêu phút rồi? 6 phút. Thôi.